Xin chào các bạn, hôm nay mình có lô mấy câu nhặt bãi mình xin giới thiệu các bạn. Giá là mình báo trên video, giá này là mình chưa có phí ship. Phí ship một máy là 30k, mình có ship code toàn quốc. Sau đây thì mình xin giới thiệu con máy đầu tiên. Con số 1 này nha các bạn. Con số 1 này là một con super này nha, super. Tên của nó này nha các bạn. Một con máy xúc nhật này nha, không có in tem nước. In gì mã số này nha các bạn, 2936 này, không in tem nước. Con này là mình thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn. Tay quay thay đổi trái phải. Cối con này là bằng kim loại này nha. Con này có size là size 6000. Cước số 6 là 150m. Cước số 5 là 200m. Con lăn này nha, rất là sáng luôn. Cước này màu cam này. Tay quay gập này nha các bạn. Tay quay gập này nha. Đẩy lên này gặp. Tay quay này bằng nhôm này nha các bạn, nó có trầy xước này nha. Bằng nhôm, nó bị tróc lớp sơn này nha các bạn. Tay quay. Máy này nha, ngộ hình. Size tên của nó là Alpha Tucker, ratio là 4.5. Con này là máy sóng, lưỡi gai hoạt động tốt. Gạt cước này nha các bạn, hoạt động tốt. Máy quay này nha. Chốt chặn này nha. Con này quay rất là mượt này nha các bạn. Máy quay này. Size 6000. Con số 1 này có giá là 100k. Số 1 100k. Số 1 này nha các bạn, 100k. Máy này. Tiếp theo là con số 2. Con số 2. Con số 2 này là một con Jupiter này nha các bạn, Jupiter 4000 này. Cước số 4 của con này là 130m, cước số 3 là 170m. Con này là size gần 4000 thôi nha các bạn, size 3.5 này. Tay quay này, thay đổi trái phải, tay quay gập bấm nút này nè. Tay quay gập này. Máy này màu xanh này nha các bạn. Con này là một con máy xúc nhật, không in tem nước luôn này nha. Con lăn. Kẹt cước này nha các bạn, nó hơi rít dầu nha. Máy sóng này, lưỡi gai hoạt động tốt. Máy quay này nha, máy quay rất là mượt luôn. Chốt chặn này nha, máy quay rất là mượt luôn. Thay đổi tay quay trái phải. Con số 2 này có giá là 100k. Số 2 100k. Số 2 này nha các bạn, 100k. Ngộ hình của máy này. Tiếp theo là con số 3. Con số 3 này là một con máy Daiwa này nha các bạn. Daiwa Sprinter ST850 này nha. Dòng Daiwa này. Con này là của Japan này nha, Japan. Thân con này là bằng nhôm, cối là bạc carbon. Thân nhôm cối carbon này nha các bạn. Tay quay này, thay đổi trái phải. Tay quay này, thay đổi trái phải. Tay quay mình gập như thế này nha. Vặn nút này. Gập tay quay. Để mình di chuyển hàng hóa này nha, cho nó khỏi gãy tay quay. Con lăn này nha, rất là sáng luôn. Lăn này. Cối này, cối carbon. Gạt cước, hoạt động tốt. Con này có size là size 4000. Cước số 4 là 150m. Cước số 5 là 120m. Cước số 6 là 100m. Ngoại hình này nha các bạn. Thấy còn rất là sáng luôn. Ngoại hình này. Thấy còn rất là sáng nha. Con này là máy sóng. Lưỡi gai hoạt động tốt. Lưỡi gai này nha, hoạt động tốt. Máy sóng. Gạt cước này hoạt động tốt. Máy quay này nha. Máy quay rất là mượt luôn. Máy quay rất là mượt luôn. Chốt chặn này nha. Máy quay á. Con số 3 này có giá là 320k. Số 3 320k. Một con máy Daiwa này nha. 320k con số 3. Tiếp theo là con số 4. Con số 4 này là một con máy Daiwa này nha các bạn. Daiwa Spotlight ST800X. Spotlight ST800X. Con này là cũng của Japan này nha các bạn. Japan này nha. Size con này là size 3.500 này nha.
Cước số 3 là 190m, cước số 4 là 130m, size 3.500. Cước này nha, cối thân nhôm, cối kim loại luôn này nha. Con lăn này rất là sáng. Tay quay gập này nha. Tay quay này, ngoại hình của máy. Thay đổi tay quay trái phải này nha các bạn. Máy này nha, cối kim loại này. Cối này rất là chắc chắn này nha. Gạt cước hoạt động tốt. Con máy này là máy sống, lưỡi ghe hoạt động tốt. Nắp này nha các bạn. Máy quay này nha. Máy quay rất là mượt luôn. Máy quay này. Chốt chặn này nha. Máy quay rất là mượt luôn. Một con Daiwa Sportline ST800X Japan. Con số 4 này có giá là 320k. Số 4 320k. Số 4 này nha các bạn, 320k. Tiếp theo là con số 5. Con số 5 này là một con SW này nha các bạn, 3000. Ratio là 5.2. Một con máy xuất Nhật này nha, một con máy xuất Nhật. Thông số cước. Con này nó không có in thông số cước này nha. Con này có size là size 3000. 3000 này nha các bạn. Tay quay này, thay đổi trái phải. Tay quay này, tay quay gập này nha. Bấm nút này, gập này. Tay quay thay đổi trái phải, máy này nha. Con lăn rất là sáng luôn. Gạt cước hoạt động tốt. Con này là máy sống, lưỡi ghe hoạt động tốt. Máy quay này nha các bạn. Chốt chặn này nha. Máy quay này, chốt chặn. Máy quay rất là mượt luôn. Ngoại hình của máy. Size 3000, thay đổi tay quay trái phải. Con số 5 này có giá là 120k. Số 5, 120k. Số 5 này nha các bạn, 120k. Tiếp theo là con số 6. Con số 6. Con số 6 này là một con flash này nha các bạn, flash 1000X. Size của này, con này là size 1500 này nha. Cước 1.5 là 130m, cước số 2 là 100m. Một con máy xuất Nhật luôn này nha, không in tem nữa. Tay quay thay đổi trái phải, tay quay gập bấm nút này. Ngoại hình của máy này nha các bạn. Con lăn này nha, nó là sáng luôn. Gạt cước này hoạt động tốt. Con này là máy sống, lưỡi ghe hoạt động tốt. Nó hơi rối cước này nha các bạn. Gạt cước này hoạt động tốt. Máy sống. Tay quay là thay đổi trái phải, size 1500. Máy quay rất là mượt luôn. Máy quay này nha. Chốt chặn này. Con số 6, con số 6 này có giá là 100k. Số 6 100k. Tiếp theo là con số 7. Con số 7 này là một con máy Biomaster này nha các bạn. Một con máy Biomaster, Biomaster 3000 này nha. Cước số 3 là 150m, cước số 4 là 100m. Con này là của hãng Japan, Japan này nha, Biomaster. Tay quay đôi này nha các bạn, tay quay đôi. Size 3000. Cối này nha, cối kim loại. Này. Rất là chắc chắn luôn. Con này là chạy 4 mặt đạn. 4 mặt đạn này nha các bạn, 4 mặt đạn. Tay quay là thay đổi trái phải. Máy này nha. Biomaster màu trắng. Tay quay gập này nha, bấm nút này. Gập tay quay. Ấn nút này này nha các bạn, gập tay quay. Một con Biomaster thương hiệu của Shimano này nha. Màu hình nè. Chạy 4 mặt đạn. Phía sau này nha các bạn. Shimano này. Japan. Con lăn này nha, rất là sáng luôn. Cối này nha. Cối rất là sáng. Cối con này nó có bị nước biển ăn mòn nhẹ nhẹ cái này nha. Tróc nhẹ một cái lớp mạ nha. Gạt cước này nha các bạn. Hoạt động tốt nè. Gạt cước này hoạt động rất là tốt luôn. Con lăn này nha, rất là sáng. Nắp này nha, Shimano này.
Con máy này là một con máy sống, lưỡi ghe hoạt động tốt. Xem trục của con này nha các bạn. Bên trong này nha, cối này. Cối này rất là dày này nha các bạn, cối kim loại này rất là dày, rất là chắc chắn luôn. Trục này. Máy sống, lưỡi ghe hoạt động tốt. Máy quay này nha. Máy quay rất là mượt luôn. Biomaster. Size 3000. Một con máy Biomaster rất là đẹp này nha. Ngoại hình. Chạy 4 bạc đèn Biomaster. Máy quay. Chốt chặn này nha các bạn. Máy quay này nha, rất là mượt luôn. Con số 7 này có giá là 1.300.000. Số 7, 1.300.000 nha các bạn. Số 7 này. 1.300.000 con số 7. Size 3000. Máy quay rất là mượt luôn. Tay quay đôi. Tiếp theo là con số 8. Con số 8 này là một con Ryobi này nha các bạn. Một con Ryobi. Áp Lauxi này, 4000. Con này là của hãng Japan này nha các bạn, tem lụa vàng Japan này. Con này mấy clip trước mình cũng có bán rồi nha các bạn. Mỗi clip là mỗi con máy khác nhau. Này mình về liên tục này nha. Mỗi con máy là một khác nhau nha, mỗi clip. Con này là 6 bạc đạn này nha các bạn, cộng 1 này. Hiệu Ryobi. Cối con này là cối kim loại này nha. Size 4000. Cước số 4 con này là 150m, cước số 5 là 110m nha. Tay quay này nha. Tay quay gập. Tem này, tem lụa vàng này, Japan này nha. Japan, rất là đẹp luôn. Máy này nha các bạn. Đồ mới này, con lăn này. Cái này có trợ lực lăn luôn này nha các bạn. Size 4000. Gạt cước này, hoạt động rất là tốt luôn. Gầm cước này nha các bạn. Con máy này. Máy sóng, lưỡi ghe hoạt động tốt này nha các bạn. Bên trong này. Cối này. Cối của con này nè nha các bạn, rất là dày luôn. Còn rất là sáng bóng luôn, khoen mấy cái lỗ này. Bên trong này nha các bạn. Máy này rất là đẹp luôn. Máy sóng này nha. Máy quay này nha các bạn. Quay rất là mượt luôn. Con này độ mới của con này là tầm 95% này nha. Con này là có fan ABS, fan này. Có ABS này nha. Máy quay này. Rất là mượt luôn. Thay đổi tay quay trái phải. Máy rất là đẹp nha. Con số 8 này có giá là 1.400.000. Số 8, 1.400.000. Số 8 này nha các bạn, 1.400.000. Máy này. Cực kỳ đẹp nha. Tiếp theo là con số 9. Con số 9 này là một con Dreki Sabin này nha các bạn, Dreki Sabin này nha. Con này là một con máy xúc nhập, không có in tem nước. Cối là cối kim loại này nha các bạn. Bên trong là dây dù này, dây dù BE nhỏ này nha. Thông số cước. Con này cước số 2 là 150m, cước số 3 là 100m, size 2000. Con lăn này nha, màu vàng này, rất là sáng luôn. Cối kim loại. Cối kim loại này, có màu vàng luôn này nha, rất là sáng bóng. Tay quay là thay đổi trái phải, tay quay gập. Tay quay gập này nha. Máy có chạy xước này nha. Gạt cước này, hoạt động tốt. Con này là máy sóng, lưỡi ghe hoạt động tốt. Máy quay này nha các bạn. Máy quay này rất là mượt luôn. Này, chốt chặn này nha. Máy quay này. Máy quay này rất là mượt luôn. Con số 9 này có giá là 100k. Số 9 100k. Số 9 này nha, 100k. Tiếp theo là con số 10. Con số 10 này là một con
tên của nó này nha các bạn, tên một con máy xuất Nhật không in tem nước. Con này có sai, sai con này là sai 3.000 này nhé nha các bạn. Cước số 3 là 130m, cước số 4 là 110m. Máy này màu vàng này nha. Tay quay là thay đổi trái phải, tay quay gập, bấm nút này nha, gập gập tay quay này. Con lăn này nha, rất là sáng luôn. Gạt cước hoạt động tốt. Con này là máy sóng, lưỡi gai hoạt động tốt. Cước này nha các bạn, màu đen này. Ngoại hình của máy. Máy quay này nha, rất là mượt luôn. Máy quay này nha, rất là mượt. Chốt chặn này nha. Con số 10 này nha các bạn. Con số 10 này có giá là 100k. Số 10 100k. Số 10 này nha, 100k. Tay quay là thay đổi trái phải. Và video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn mua hàng thì liên hệ trực tiếp số điện thoại của mình hoặc là để lại dưới bình luận mã máy kèm số điện thoại nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.